Xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tĩnh Tâm Mùa Bọc của Khối Thanh Niên, Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam. Trong truyền thống Cơ Đốc giáo, Mùa Bọc bắt đầu từ Chúa Nhật thứ tư, tính từ đêm Giáng sinh trở về trước và kết thúc vào đêm Giáng sinh. Đó là khoảng thời gian để các cơ đốc nhân dọn lòng, vọc trong và chuẩn bị để hướng về cả hai sự kiện. Đó là kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh và nghênh đón Ngài trở lại trong tương lai. Trong tinh thần cầu nguyện và trông đợi, Khối Thanh Niên sẽ mời bạn biệt riêng mỗi tuần một thời giờ nhất định để cùng tĩnh tâm trong mùa vọng này. Hôm nay là buổi tĩnh tâm thứ tư của chúng ta với đề tài Chúc Tán Vua Thiên Đàng. Những ngày cuối năm, khắp các nẻo đường lại rộn rã với âm thanh vui tươi của các bài hát Giáng sinh. Những giai điệu ấy đã vượt ra khỏi giới hạn của Cơ Đốc giáo mà trở nên quen thuộc với nhiều người ở khắp nơi trên thế giới. Tinh thần hân hoan đó bắt nguồn từ những lời ca ngợi và chúc tôn Chúa trong mùa Giáng sinh đầu tiên. Khi những tấm lòng vọng trông nhìn thấy lời hứa cứu rỗi nơi thiên đàng được thực thi trên trần thế qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh, trong chuyến viếng thăm người bà con của mình, cô gái trẻ Mary đã cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Này, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là Thánh, và Ngài thương xót những người kính sợ Ngài. Từ thế hệ này qua thế hệ kia, theo Luca đoạn 1, từ câu 46 đến câu 50, theo bản truyền thống hiệu đính, Mary là người được Đức Chúa Trời lựa chọn để hạ sinh hài nhi Giê-xu. Làm sao Mary có thể tưởng tượng được thai nhi đang lớn lên trong lòng mình lại chính là đấng Messiah trong lời hứa, là Chúa Cứu Thế của nhân loại, là đấng sáng tạo của cả vũ trụ. Sự kỳ diệu của ân sủng Đức Chúa Trời khiến cô bật lên lời ca chúc tôn Ngài. Mary xưng nhận Chúa chính là đấng cứu rỗi. Điều này chứng tỏ rằng cô nhận biết được địa vị thấp hèn và tình trạng tội lỗi của mình. Giống như những con người khác trên trần gian, Mary cũng cần một giải pháp cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời để được giải thoát khỏi bóng tối tội lỗi. Đức Chúa Trời đã chủ động lựa chọn Mary để thực thi chương trình của Ngài, để rồi tại đó, Mary được nhìn thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chính cô và cho cả dân tộc Do Thái. Mary nhìn thấy phước hạnh cho đời sống của mình không phải là phước hạnh có được bởi sự xứng đáng cá nhân, nhưng là phước hạnh được nhận lãnh bởi sự vâng phục, nương dựa nơi Chúa toàn năng, thánh khiết và đầy lòng thương xót. Chung lời ca ngợi với Mary, Thầy tế lễ Sacheri cũng dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời vì chương trình kỳ diệu của Ngài. Ngợi tôn Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên cho chúng ta trong nhà David đầy tớ Ngài, một đấng cứu thế đầy quyền năng, theo Luca đoạn 1, từ câu 68 đến câu 69. Sacheri đã kinh nghiệm sự thương xót của Chúa qua sự ra đời của Giăng Báp-tít. Vì vậy, ông biểu lộ tinh thần cảm tạ, biết ơn qua sự ca ngợi Đức Chúa Trời. Tại đó,
Sacheri nhìn thấy được phước hạnh lớn cho cả dân tộc khi lời tiên tri về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế sẽ được ứng nghiệm. Một lần nữa, lời ca ngợi Chúa không dừng lại ở sự nhận biết cách cá nhân về tình yêu cứu rỗi của Chúa dành cho mình, nhưng đó là lời ca ngợi với một tầm nhìn rộng mở về vương quốc thiên đàng được thành toàn trên dân tộc và cộng đồng rộng lớn của mình, để mỗi cá nhân tiếp tục đứng trong ân sủng và truyền rao ân sủng đó. Trong lời ca của Mary và Sacheri, chúng ta thấy được sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Do Thái. Dù vậy, điều ấy không giới hạn trong dân tộc này, nhưng dành cho cả thế giới. Chúa Cứu Thế đã Giáng sinh không phải chỉ để làm vua cho người Do Thái, nhưng là vua cho bất kỳ ai tin nhận Ngài. Nền hòa bình mà Chúa thiết lập không chỉ với dân tộc mà Ngài chọn lựa, mà còn với mọi dân tộc nào tôn thờ Ngài. Ân sủng được ban cho mọi người. Vì thế, trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, sau khi đã loan báo sự hạ sinh của Chúa Cứu Thế cho những người chân chiên, muôn vàn thiên binh thiên sứ đã ca ngợi Đức Chúa Trời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người, theo Luca đoạn 2 câu 14. Bài ca của các thiên sứ bắt đầu với lời chúc tán Đức Chúa Trời khi chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế. Con người được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của chính vua thiên đàng. Ngài là Emmanuel, là sự bày tỏ về vinh quang của Đức Chúa Trời vô hình, như chính điều sứ đồ răng cũng đã bày tỏ. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của con một đến từ nơi cha, theo răng đoạn 1 câu 14b. Vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế khiến cho cả thiên đàng phải cất lời ca ngợi, chúc tôn. Vị vua vĩ đại của thiên đàng đã giáng thế trong xác thể con người để bày tỏ ánh sáng và tiên vị thiên đàng cho con người. Đó là một chương trình kỳ diệu, vô tiền khoáng hậu, để rồi những ai kinh nghiệm điều ấy không thể nín lặng mà phải cất tiếng ngợi ca. Lời ca ngợi Đức Chúa Trời là sự chuẩn bị cần thiết cho bình an thật ở trên đất. Con người kinh nghiệm sự bình an khi nhìn thấy và tiếp nhận vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế. Tại đó, con người sống trong sự cai trị của vua thiên đàng và chúc tôn Ngài trọn đời. Tinh thần ca ngợi Chúa không chỉ dừng lại ở sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh, nhưng là điều gắn bó mật thiết với đời sống của những ai xưng nhận Ngài làm vua của cuộc đời mình. Cứu Chúa được Mary, Sacheri cùng các thiên thần ngợi ca trong sự kiện Giáng sinh cũng chính là cứu Chúa mà người Cơ Đốc suy tôn và chúc tán ngày nay. Trong bức thư gửi cho hội thánh tại thành phố Epheso, sứ đồ Phaolô đã truyền dạy rằng: hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa, theo Epheso đoạn 5 câu 19. Ca ngợi Chúa không chỉ là một mệnh lệnh cần vâng phục, nhưng còn là một đáp ứng phải lẽ của đời sống nhìn thấy ân sủng của Chúa dành cho mình. Một đời sống được Chúa rời khỏi bóng tối để trở nên con cái của sự sáng sẽ là một đời sống không gớt tiếng ca ngợi Ngài. Vì vậy, âm nhạc của Cơ Đốc giáo chứa đựng rất nhiều bài hát chúc tụng Đức Chúa Trời trong tinh thần hân hoan, rộn rã của những cuộc đời được đổi mới. Qua âm nhạc, người Cơ Đốc bày tỏ những lời hát suy tôn, cảm tạ Chúa vì sự cao trọng, vĩ đại và vì ân sủng dồi dào, rộng lớn của Ngài. Tuy vậy, ca ngợi Chúa cũng chỉ là một phần nhỏ của đời sống thờ phượng của Chúa. Người thờ phượng thật không dừng lại ở những lời ca tụng, nhưng là phô bày sự vinh hiển của cứu Chúa bằng đời sống vâng phục, bằng lòng trở nên những công cụ trong tay của Ngài. Người thờ phượng thật là người sống cuộc đời biết ơn cứu Chúa qua nếp sống ban cho, hy sinh, phục vụ, vì nhìn thấy những phước hạnh Ngài đã làm trên cuộc đời cá nhân và những phước hạnh Ngài sẽ làm trên cả cộng đồng dân Chúa. Người thờ phượng thật là người kinh nghiệm sự bình an trong nước thiên đàng, được thôi thúc để bày tỏ sự bình an đó trong mối liên hệ với người khác và với cõi tạo vật chung quanh. Từ đó, người thờ phượng thật sẽ kinh nghiệm đời sống thiên đàng trên đất
cũng như nhìn thấy được phần nào khung cảnh vinh hiển của vua thiên đàng khi ngài được mọi tạo vật tôn ngợi trong ngày cuối cùng. Chúc cho đấng ngồi trên ngai và trên con được ca ngợi, tôn trọng, vinh quang và uy lực cho đến đời đời. Theo Khải Huyền, đoạn 5 câu 13c. Bạn có đang thờ phượng vua thiên đàng bằng lời ca, tiếng hát và bằng đời sống vâng phục, biết ơn, tin cậy ngài mỗi ngày? Kính lạy vua thiên đàng, danh ngài thật uy nghiêm và cao trọng, công việc của ngài thật vĩ đại và diệu kỳ. Con tạ ơn ngài vì ngài đã giáng sinh để giải thoát con khỏi quyền lực bóng tối và đem con vào nước thiên đàng của ngài. Xin giúp con bày tỏ đời sống thờ phượng ngài qua việc ca ngợi ngài, vâng phục ngài và biết ơn ngài mỗi ngày. Trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Amen. Vịnh hiến bay, trí xa sinh chảy.